Ohio Gusaimus. Ok, thì chúc mọi người có một buổi sáng tốt lành nha. Đó thì hiện tại là mình ở trên cái con xe phụ mọi người, trên cái server siêu cấp đặc biệt đó là bot sao thủy nha mọi người. Đó thì ngày hôm nay đã là ngày tư mọi người, ngày thứ tư kể từ lúc mà ra mắt cái server mới này. Hôm nay ngày trong tuần thì là thứ ba nha mọi người. Đó là đã được 4 ngày. Đó thì mình lại tiếp tục quay lại với cái server này, mình sẽ đập mấy cái phần quà ở bên đây mọi người. Đó mình tích lũy á cũng được khá mọi người. Sáng nay mình sẽ cày cuốc và mình sẽ bút một tí lực chiến cho cái con xe này luôn. Tí thì mình sẽ sao luôn cái cốt rồi. Cái cốt trước thì mình có làm một cái video riêng ở trên kênh nha mọi người. Cốt free toàn server nha. Thì mình sẽ nhập vào đây luôn để kiếm một tí kim cương nha mọi người. Ok thì bây giờ mình sẽ đi check in một tí sự kiện đó nha mọi người. Phúc lợi này, điểm danh. Ngày hôm nay thì mọi người sẽ đăng nhập ngày thứ tư mọi người. Đó thì sẽ nhận được cái quà bé tự chọn 3 nè mọi người. Quà giới hạn 2 với lại cái đăng nhập cái hội 4 nha mọi người. Trong đây thì có cái đầu tóc của cái set hề Joker nè mọi người. Đó. Set này set tím nha. Tốc độ 45. Bé thì trong đây cũng có vài con thuộc dạng tốt trực chiến nha mọi người. Đó, ok. Còn 2 ngày nữa là hết cái sự kiện mình sẽ làm mới nè mọi người. Đây thì mình sẽ nhận luôn nha. Ok. Ngày 4 nha mọi người. Còn ngày 2 còn cái con thú thì mình cũng chưa có đập luôn nè. Rồi ngày 3 thì có cái quà trang bị ảo diệu này cũng chưa test luôn mọi người. Đó. Còn ngày 1 thì mình có sao trước đó cho mọi người á. Thì lúc mà mình review cái server mới hả mọi người. Ok, nạp liên tục nè, nạp liên tục hiện tại reset rồi. Thì nó cũng khá là giống với cái server chính mọi người. Đây. Cái túi đồ tự chọn cao này. Nhận luôn cái con thu lam này nha mọi người. Đây thu lục chứ. Gửi gọi một cảnh mọi người. Đây mình nhận luôn cái này chứ lên cấp luôn rồi. Level 11 nha mọi người. Ok. Mình mới có bán vài trận trong cái mạo hiểm đó mọi người. Ngày 4 này nhận luôn này. Đó thì giờ mình sẽ đi nhập cái cốt ra nha mọi người. Tí nữa mình sẽ đặt luôn đồ xong. Đây sao cái cốt này thì cha mười cũng đã biết hết rồi nha. Đây có da mừng ngày của bố á mọi người. Ok thì mình sẽ nhập luôn nha. Sẽ nhập nhanh luôn này. Đây đó thì cụ thể thì phần thưởng mọi người sẽ được 200 kim cương này. Xúc sắc thì 10 cái. Tái thức tỉnh siêu 50. Quà bùa với lại quà thẻ bài mọi người. Đó thì mọi người sẽ được đâu đó là tới nhiều ca mấy kim cương nữa mọi người. Đây thông báo đổi coi danh thành công này. Đây mình sẽ đập luôn nha mọi người. Ok bây giờ sẽ đập đồ này. Mình sẽ đập mấy cái túi quà này trước nha. Túi quà đã khám các kiểu này. Kỹ năng này thì mấy cái thời trang vui vẻ nó giới hạn ngày nha mọi người. Mở luôn này. Thẻ các kiểu này. Này bùa này mọi người. Đó. Này được 1000 kim cương này mọi người. Đó. Này mấy cái dương bùa nha. Ok. Tiếp theo mình sẽ đặt cái con pet này nha mọi người. Quà tự chọn pet 3. Đó, trong đây thì nó cũng khá nhiều con thuộc dạng tốt và chiến mọi người. Đó. Con gấu này đang khá là to này. Đây thì nó có cái con mèo hồ gái nè mọi người. Mình thấy mọi người chọn cái con này khá là nhiều này. Tại đây nó tiến hóa hình dạng cuối nhìn khá là đẹp mọi người, khá là cute luôn. Trong đây cũng có em bé bóng nước nữa nè. Đây nè, gấu bé nhỏ nè. Chuối à, phải biển các kiểu mọi người. Mình này chắc mình sẽ mở nhân vật nam mà chơi con. Nói chứ mấy con này cũng khó kiếm nha mọi người. Free ra được một hộp này chắc sau chắc hiếm nó mới có được.
Chắc con mẹ hầu gái mọi người. Tiếp theo mình sẽ đập cái tước quả này luôn. Anh đào cậu các kiểu này. Ok. Tôi cưỡi thì hiện tại mình vẫn chưa đủ cấp để mở mọi người. Cưỡi thì tới như level 20 thì phải mọi người, 20. Được cái con thú cam này. Tàu nhà thám hiểm này. Này lúc trước mình có đăng một cái shot nào đó thì phải mọi người. Cái shot nào mà mình có đăng rồi. Xe về cái con thú này mọi người. Nhưng nó cũng là nó giống cái đầu máy hơi nước rồi ta, thấy không? Ok, tiếp theo mình sẽ đập luôn cái quà trang bị áo diệu này nha mọi người. Đó, thích nhà phẩm luôn này. Đó ra được cái sách này thì quá là xịn luôn. Sách áo diệu mọi người. Đó, thì giờ xin mở luôn. Trời ơi. Đây là cái nhãn nha mọi người. Nhãn đến 33 tuổi này. Sẽ mặc vô luôn. Vậy là xong rồi, hết đồ mọi người. Còn mấy con thú thì mình chưa có mở được mọi người, chưa đủ cách mở. Thư viện đi, sẽ vào trong đây để mình đăng một tí lực chiến nha mọi người. Cái này mọi người chỉ cần sở hữu mấy cái vật phẩm, mấy cái item mới này thì nó sẽ có cái dấu trong đây nè mọi người. Đó, có thể nhận đó, mọi người kích vô nhận thôi. Thì mọi người tùy vào cái độ hiếm của cái vật phẩm mà mọi người sở hữu thì sẽ nhận một kim cương hoặc là nhận vàng mọi người. Đây, cái đá này thì đá cấp thấp thôi, nhưng là mọi người chỉ nhận vàng thôi. Còn lên cấp cao thì kim cương nè mọi người. Đó, mấy cái đá cấp cao rồi, đá cấp thần, cấp quỷ, các kiểu nè mọi người. Ok. Ràng nha mọi người ơi. Xin nhận nhanh luôn. Bét này. Trúc tỉnh này. Mảnh đao cổ này. Đây, mảnh trang bị này. Rồi xong. Bắn phát lên được 2k1 chiến 10. Ok. Hiện tại lực chiến của mình là 40k rồi mọi người. 40k. Thì bây giờ mình sẽ làm nhiệm vụ này. Nhận một tí mọi người. Mình sẽ vào rank trang bị một tí nha mọi người. Hiện tại mình chưa có cường hóa gì luôn á. Đây. Cường hóa chứ. Còn tăng sao là mình vẫn chưa có mở mọi người. Tăng sao là level mười mấy á. 15 hay sao ta. Rồi, ok nha mọi người. Đây. Xong mà lực chiến hiện tại thì là 41k. Càng lên 42. Rồi, thì mình sẽ sao một tí cái những cái danh hiệu gì đây nữa. Ok thì chắc là mình sẽ sao một tí cái bảng xếp hạng ở bên đây nha mọi người. Đây. Hiện tại ngày 4 rồi xem nào. Đây thì lực chiến hiện tại cao nhất ở bên đây là top 1 là 360k lực chiến mọi người. Top 2 thì 341 và top 3 là 300k. Ok. Đây, ngoài ra thì mấy cái top máy móc trong top 10 này mọi người. Mình sẽ thấy 200k khá là nhiều. Cấp level hiện tại là top 1 thì level 36. Top 2 thì level 35 nha mọi người. Cấp thì lên tầm ba mấy là bắt đầu nó cày cũng căng rồi đó mọi người. Tốn cái điểm kinh nghiệm của là kiếm đang nó hơi bị nhiều quá mọi người. Ok. 36, 35, 34. Đây. Top 10 thì cũng 34. Còn top 11 cho đi thì mới có 33 thôi. Best nha. Best hiện tại là chiến thuộc cao nhất là con chopper kẹp bom nha mọi người. Hiện tại là 13k. 13k lực chiến nha. Top 2 thì là 11k. Cũng là con bét này nha mọi người. Top 3 11k khá là nhiều. Còn top 6 thì là con mèo lúc nãy mình nói nè mọi người. Con mèo. Đây. Mèo hầu gái mọi người. 7 nè. 7 thì là gấu Giáng sinh nha mọi người. 8 thì con nai. 9 thì còn là con người cá mọi người. 10 cũng là gấu này. 9k. Ok. Thì đấu nha mọi người. Mình sẽ bạn thi đấu thì hiện tại là đấu điểm hiện tại thì đây ngồi lên này. Trời, kích nó nhảy vô luôn.
tại là điểm cao nhất là 193.000 điểm rồi, top 2 805, top 3 142, top 4 140, top 5 120, top 6 thì mới 31k thôi, top 7 sau 7, top 4 thì sau 7, 9, 5, 7, 10 thì 48k rồi. Ok, thành tựu nha. Thành tựu thì hiện tại là top 1 91 này, top 2 88, top 3 thì 87 mọi người. Xe đất nha mọi người, xe đất top 1 hiện tại là 425 nè mọi người, top 2 415 và top 3 là 373. Chưa có đệ tử tốt nghiệp. Còn top 4 thì có 1 đệ tử tốt nghiệp này. Top 7 cũng có 1. Ok, xong nha mọi người. Đó, thì thôi cái clip mình đến đây nha mọi người ơi. Thì chủ yếu là mình đập hộp với bạn bút chiến một tí xương xương, cũng như là sao bạn xếp hạng hiện tại bên đây mọi người, ngày 4 nha. Đó. Là xong. Ok, thì đó mọi người có bất kỳ thắc mắc nào thì nhớ để lại bình luận ở bên dưới nha. Và xem clip xong mình nhớ cho mình xin một like này, và đừng quên là đăng ký kênh và chuông thông báo để theo mọi lại bất kỳ video nào mới nhất của mình nha. Ok, còn giờ thì có liên hệ mọi người ở clip tiếp theo thôi nè. Đó, thì chúc mọi người có một ngày tốt lành nè. Bye bye mọi người.